Huyện ủy Long Điền đang tổ chức đoàn công tác làm việc với đảng ủy các xã thị trấn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2024, đồng thời nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ năm. Đoàn vừa làm việc với đảng ủy xã Phước Tỉnh. Báo cáo những kết quả nổi bật với đoàn công tác huyện ủy Long Điền, đảng ủy xã Phước Tỉnh cho biết, trong quý 1 năm 2024, tổng doanh thu dịch vụ thương mại, du lịch của xã hơn 2.300 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác hải sản hơn 10.800 tấn. Địa phương không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy hải sản trái phép. Bên cạnh những mặt tích cực, địa phương cũng có những chỉ tiêu đạt thấp như tỷ lệ kết nạp đảng viên mới chỉ đạt hơn 16% kế hoạch năm. Trong thời gian tới, xã sẽ triển khai các giải pháp phát triển đảng viên mới, nâng cao công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Lãnh đạo huyện ủy Long Điền yêu cầu xã Phước Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân chấp hành các quy định khi tham gia đánh bắt hải sản, triển khai giải pháp thu ngân sách, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, nâng cao công tác sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới.